Rồi bắt đầu chương trình khui quà của người cá Luna đi các bạn. Bạn nào tặng quà nào là khui bạn đó. Và khui quà của Sophie trước nha. Không, của Lexin khui rồi. Lexin thì là con ngay con xíu xì này. Thơm mềm mềm. Thơm mềm mềm, giống như Lexin hả? Rồi cái này Hexy nữa nè. Hexy nữa hả? Ok. Làm người cá mà sao tặng đồ chơi bằng mũ không vậy mấy em? Nixin với ba xa ha. Khỏi cần quà, em lên chúc bạn một lời chúc nữa. Lời chúc mừng sinh nhật tiếng Nhật. Chúc mừng tiếng Nhật xong dịch sang tiếng Việt. Benjamin tặng cho Luna bình bông. Bông thiệt hay bông giả vậy? Cái này là bông thiệt đó, bông thiệt nên nó không bị héo nè. Giả nó mới bị héo đúng không? Xuống một các bạn. Bông giả thì nó bị héo. Công nhận không? Bông thiệt mới không héo. Cái cuốn sách ý nghĩa quá vậy. Con có rồi. Cuốn này một cuốn tích lớn chà, tặng sách hay quá ha. Ai tặng vậy? Ý nghĩa. Trời ơi, người cá tay ý nghĩa quá vậy. Ôi, tặng sách luôn hả? Trời ơi, nhìn mặt vậy mà biết tặng quà quá ha. Rồi vô đi. Chúc mừng sinh nhật bạn đi. Chúc mừng sinh nhật bạn nè. Luna làm gì hot hôm nay dữ ha. Thiên thời địa lợi luôn ha. Mấy trăm ngàn like thiệt luôn rồi. Dễ thương quá ha. Coi chân lão bình bông rồi. Đúng rồi, bảo vệ rùa biển nha mấy em. Đại dương không à. Ở trong ba lô ngoài sao á. Áo đồng, đồ giờ, dép, đồ ba lô, dép gì tùm lum. Tìm chủ nhân của món quà đó đi. Trời ơi, hèn chi mặc cái áo màu hồng hồng luôn kìa, hường hường luôn kìa các bạn. Hợp lý quá luôn. Ê, cảm ơn chú Ly chưa? Chú Ly biết tặng quà quá ha. Khui ra luôn đi. Ủa, của mẹ người cá tặng hả? Mẹ người cá tặng. Khui đi. Cái gì kỳ vậy? Nhận cốc ly không nhận nữa. Không phải cái này chép hả? Chép mà chơi ơi. Hợp lý vậy.
Đây 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 anh cầm giùm cho. Bình nước gì đặc biệt vậy? Bỏ nước vô. Bỏ nước vô để lại. Tâm phẩm này là vô phòng. Nè, rồi tới phiên người cá Mimi tặng Luna gì kìa, bự quá kìa. Ô, Bonnie hả? Dễ thương quá à. Còn quà của ai? Hết rồi. Còn quà ba bánh kem. Nhớ ơi, nhiều quá, trở thành người cá có nhiều quà quá đúng không các bạn? Mốt 500 anh em người cá tới tặng quà rồi thôi sập nhà luôn đúng không? Mốt 500 anh em người cá tới là tặng quà sập nhà luôn thôi. Rồi quà của ai vậy? Balo này của ai vậy? Candy đúng không? Của chị Mai tặng cơ. Wow, Simi tặng hả? Con chó mặt sệ. Rồi bây giờ còn quà. Còn một món quà nữa của bạn Candy đúng không? Quà của Candy thấy đâu rồi? Có chưa? Có bông cu te của ai tặng vậy? Của bạn nào tặng cho Luna gấu bông cu te vậy? Trời ơi, có gấu anh, gấu em luôn đó hả? Không, có mẹ không cho. Quà này là của Thư Kỳ. Của Candy. Candy. Câu mở ra. Ở dưới đó. Ở dưới đó. Ở dưới đó. Ở dưới đó. Chị My tặng nè. Chị My còn tặng gì nữa vậy? Wow, người cá Simi tặng. Ồ, Bonnie. Ôi. Cái này có người cá Cun tặng con. Người cá Cun với người cá Simi biết tặng đồ quá ha. Có người kìa, người kìa các bạn ơi. Làm sao chứ không chịu ăn ngại. Chừng nào tới sinh nhật của Candy. Năm sinh đâu rồi? Sinh nhật của em là tháng 2. Sao không mời sinh nhật mấy bạn người cá? Thấy làm người cá tuyệt không mấy em? Làm người cá là đôi nhiều đồ chơi, nhiều cuộc vui, gì cũng có. Giữ vé coi xét nha, thôi đừng có dò lại dục nha.